Các bạn nhìn thấy màn hình của thầy chưa? Nhìn thấy rồi ạ. Ok các em nhá, bây giờ chúng ta vào học. Cái ứng dụng OPM này dựa trên nền tảng Google Meet của Google, tức là nó có thể là do một cái mã nguồn mở nào đấy mà một công ty hay nhà trường phát triển lên của trường đại học quốc gia. Thế thì mọi thứ em nhìn thấy là nó y chang, hầu như là y chang, chỉ có giao diện nó người ta lập trình lại để cho nó khác với chúng ta thôi. Còn cái Google Meet ý, đấy, thì thầy vẫn phải dạy thêm trường khác nữa, thì trên trường khác người ta cũng dùng Google Meet. Rồi bài hôm nay cả lớp nhìn đến trên này. Bài hôm nay các em ghi cho thầy là ta sẽ chèn các đối tượng vào trong văn bản. Các cả lớp ghi cho thầy nhá. Bài 3. Chèn các đối tượng. Vào tập tin Word. Thì tiếng Anh của nó là insert. Cái bàn phím của thầy nó bị hỏng, chữ nó mờ hết rồi. Into document. Insert object nhé. Thế thì trong văn bản của chúng ta, đôi khi người ta muốn chèn những bức tranh, chèn hình vẽ, chèn biểu đồ, chèn bảng, chèn đường cong, vân vân. Thế thì thầy sẽ áp dụng đấy để chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ tập chèn tất cả các loại nhé. Đấy, tất cả các loại. Thì bây giờ thầy có một cái mở một cái file mới. Ở đó thì các bạn chỉ cần đặt lại layout cho nó. Ví dụ ở đây layout thì tùy theo nhé. Các bạn có thể chọn là cái kích thước của, đây là kích thước của văn bản. Đấy, văn bản chúng ta ví dụ như là thích làm sách nó nhỏ hơn, rồi chúng ta tự động có thể là more size, là các bạn tự động thêm vào. Ví dụ sách giáo khoa mà nó có nhiều kích thước lắm, nhưng mà cái sách thông thường thì nó sách nhỏ nó khoảng 15,5 cm nhé, cho đến 21 cm. Đấy, ví dụ đây là một cái cuốn, là một cái layout cho một cuốn sách. Thì các em nhìn thấy là cái cuốn sách nó sẽ có kích thước khác với tờ A4. Chúng ta nhớ là trong đây các bạn chọn more paper size, thì các em nhập cái dữ liệu vào. Đấy, xong rồi ở trong này ví dụ sách mà các em muốn 2 cột, các em chọn như này. Đấy, thì nó sinh ra 2 cột. Các lớp chú ý cho thầy nhé. Đấy, nó sinh ra 2 cột. Để chúng ta có thể là chèn văn bản vào. Văn bản ở đây có thể là các em typing hàng ngày gõ bằng tay, hoặc các em có thể copy ở một nguồn nào đấy vào. Các lớp nhớ chưa? Đấy. Chúng ta có thể đi nguồn một nguồn khác vào, ví dụ thầy trong một nguồn khác vào. Này. Thì chúng ta nhìn thấy sau khi mà đã layout thì nó sẽ tách thành 2 cột. Đây thầy chọn là 2 cột, 3 cột, 4 cột, vân vân. Nhưng mà vì là chúng ta biết là cuốn sách thì nó nhỏ, mà chúng ta cho nhiều cột quá thì nó không hợp lý. Đấy. Các em có thể là co giãn khoảng cách.
thì chúng ta đây là điều chỉnh cái khoảng cách của hai cột. Các lớp nhớ chưa? Đó. Thế sau đó các em về home các em format cho nó. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ đặt ở trong này. Hôm trước thầy nói rồi, chúng ta vào format nhé. Chúng ta ghi là nội dung. Nội dung bài báo chẳng hạn. Đó. Thì trong đây thì chúng ta muốn thưa ra thì chúng ta nhấp vào chỗ này nhé. Đấy là thưa hơn này. Nhưng mà thưa này là thưa theo bước của người ta thôi. Còn mình có thể là vào trong format để mình đặt cho nó thưa hơn. Ví dụ ở đây mình không đặt cái mà mình đặt 1.3. Chỗ này các em cho nhỏ đi một chút. Đấy. Ở đây là khoảng cách giữa đoạn văn hiện tại và đoạn văn phía sau. Còn before là khoảng cách giữa đoạn văn hiện tại hiện hành đấy với đoạn văn phía trước. Chúng ta cho điều chỉnh là căn đều justify cho em chọn đây nhé. Đấy. Thế còn center thì là nó sẽ căn giữa. Căn giữa thì không thể nói vào đoạn văn được. Left, right thì có thể, vì hai cái này người Việt Nam và Tây người ta vẫn dùng. Cho mình thì thường là căn đều hai bên. Thì chúng ta chọn là alignment, xong các em chọn cho thầy. Được chưa? Đó, indent ở đây là người ta cho bao nhiêu mình cho về 0 nhé. Đó, cho về 0. Không, đây là cho cả một cái đoạn văn. Còn ở đây các em chọn first line là để thụt đầu dòng đấy. Cái đầu của nó, ví dụ ở đây nó nhỏ thì chúng ta tùy. Các em có thể thụt đầu dòng được không cũng được. Thụt vào thì nó hơi lùi quá. Để 1 cm. Thế xong rồi các em nhấp OK. Nhấp OK thì cái đây là cái nội dung của nó như này. Đấy. Thì lát nữa thầy sẽ nói thêm để chúng ta chú ý vào. Đây là nội dung của nó nhá. Sau khi mà chúng ta đã chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ thấy là đây là font chữ. Font chữ chúng ta được thiết lập là 13. Thế còn cái chỗ này style based on này, các em hiểu là dựa trên một cái style đã có trước. Đó. Cũng có thể nhiều khi các em không dựa, đây là thầy dựa vào nội dung của style web. À, trên bài báo thì nó hiện ra đây. Thế còn nội dung mà chúng ta dựa vào cái gì đó khác thì chúng ta vào. Còn nếu không thì chúng ta làm toàn mới. Thì chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta sẽ chọn một cái style no style là chúng ta làm mới. Còn chúng ta dựa vào như heading vân vân là các tiêu đề lớn nhỏ. Chúng ta chọn ở đây. Đấy, người ta cho cấp độ là từ heading 1 cho đến heading 9. Tức là các em sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Ở cái tiêu đề to nhỏ nó sẽ to đậm rồi nhỏ dần nhỏ dần. Đấy, đến title rồi subtitle là các em có thể chọn ở trong này. Nhớ chưa? Đấy. Rồi style following paragraph tức là dòng style ở đây nó sẽ là đi theo là tên là gì đây thì nó rồi ta nhấp OK nhé. OK. Thế thì lúc đó thì cái nội dung của từng câu đoạn văn này ta nhấp nội dung bài báo thì lập tức là nó áp dụng cho chúng ta theo cái style mới. Em nhìn thấy chữ nó thay đổi rồi đấy. Đấy. Và nó thưa ra để chúng ta nhìn nó dễ hơn. Thế bây giờ chúng ta sẽ chèn tranh và ảnh vào, đúng không? Rồi chúng ta chèn vào nhé. Rồi. Và thầy có thể lấy một cái nguồn tranh. Rồi, thế bây giờ để chèn ảnh vào trong bức tranh, các em chọn insert. Sau đó các em chọn picture. Picture này từ đâu thì nó hiện ra đây. Các em nhìn thấy chúng ta sẽ chọn thư mục. Chọn thư mục chúng ta sẽ có, ví dụ đây là bức ảnh. Đấy, thầy sẽ nói kỹ hơn cái bức ảnh.
bức ảnh chúng ta đẩy nó vào, đẩy nó vào, và ví dụ ta muốn cái bức ảnh của mình nó chiếm đến đây, thì các em nhìn thấy bên cạnh của chúng ta có một cái nút layout option, mức lựa chọn. Thế thì các em nhìn thấy là inline là chữ nó nhảy vào trong. Chúng ta chọn hình vuông thì là nó sẽ đi xung quanh bức tranh. Đấy, các em nhìn thấy hình vuông đó, chữ nó sẽ không nhảy vào bên cạnh nữa, nó sẽ không áp sát nữa, nó đi lên trên và đi xuống dưới. Đấy, hoặc là chúng ta chọn cái biểu tượng này là tai, là vừa khít, rồi cái này là xuyên qua, ở chỗ này là top and bottom, tức là nó sẽ, chữ nó sẽ ở trên hoặc nó ở dưới. Đấy, sau khi mà chúng ta chọn vào đây rồi thì các bạn có thể kéo giãn tự động nó căn chỉnh. Đấy, đi vào đây nó đủ chữ thì nó sẽ vào, không đủ chữ thì nó thôi. Đấy, đôi khi chúng ta trình bày những bài báo, cái bức ảnh nó sẽ tràn sang hai cục. Rồi thầy nói tiếp này, các em có thể vào Seaborn. Đấy, vào đây nhá. Vào đây thì các em sẽ chọn cho thầy là cái vị trí của bức tranh nó sẽ có một cái khoảng cách đối với các dòng chữ ra sao. Đấy, ở đây các em nhìn thấy nhá, thầy đang để ở dạng hình vuông, thì có nghĩa là chữ nó sẽ, ảnh của thầy là ở từ bên trái thì chữ nó sẽ ở trên và xuống dưới sang ngang để nó áp sát vào. Thế nhưng mà các em nhìn thấy này, đôi khi chúng ta muốn cái dòng chữ mà ở phía dưới bức tranh nó cách bức tranh ra để chúng ta còn chèn thêm caption cho bức tranh, thì chúng ta có thể nhấp vào đây. Đó, nhấp vào đây thì chúng ta nhấp OK cái thì lập tức nó sẽ thay đổi. Đấy, thì đây nó sẽ giãn cái khoảng cách này ra. Cả lớp có nhìn thấy không? Alo. Dạ có. Nhá. Đấy, các em nhớ chú ý cho thầy chỗ này. Chúng ta tùy, chúng ta canh cho nó. Trên đầu này nó cũng áp sát quá thì chúng ta tăng lên 0,5 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ cách ra. Cả lớp hiểu chưa? Alo các em. Thầy cố tình làm hai cột là để cho các em hiểu là nó không những là chèn trong một cột mà có thể chèn tràn sang hai cột. Nhá, cả lớp chú ý nhá. Alo. Vâng ạ. Đấy. Vâng ạ. OK rồi, thế là các em đã hiểu ý của thầy rồi. Các em nhớ ghi nó vào nhá. Nhấp vào đấy thì các em chọn Text Swapping. Swapping word tiếng Anh có nghĩa là hoán đổi hay là trà trộn. Đấy, chúng ta chọn như thế. Đây các em nhìn thấy này, both side có nghĩa là hai mặt, đi nó sẽ chèn lại mà left only nó sẽ bên trái, còn right only nó sẽ trộn vào trong bên phải. Còn cái này là rộng hơn, rộng nhất, các em có thể lựa chọn được đây. Còn đây là kích thước ảnh absolute, có nghĩa là tuyệt đối, nó sẽ fix lại cái ảnh. Đây chẳng qua nó là để khóa lại cái gì. Còn lock aspect ratio có nghĩa là các em hiểu chỗ này là nó khóa cái tỷ số giữa chiều ngang và chiều dọc của bức ảnh, làm cho bức ảnh của chúng ta luôn luôn theo một tỷ lệ, Đó. Còn nếu mà các em nhấc cái này ra thì các em coi là bức ảnh nó được méo đi, nó có thể dài lên, người cái thứ nó cao nó dài ra. Nhá, cả lớp hiểu cho thầy nhá. OK chưa? Rồi nhá.
Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục này. Trên đây là nó hiện luôn gợi ý cho chúng ta khi chúng ta thấy là nó có các hiệu ứng cho bức tranh, ví dụ như là khung tranh này, khung bức tranh này, bóng của bức tranh này có sẵn trên đây, rồi kiểu bức tranh này, các em có thể lựa chọn thoải mái trong đây nhá. Người ta cho rất nhiều thứ để chúng ta thiết kế. Chúng ta chọn cái gì thì chúng ta lấy ở đây. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Ủa? Hiểu chưa? Nghĩa là bức tranh đấy do chúng ta trình bày, như là khung đen vân vân. Khung đen, khung đối xứng, khung bao tròn góc, tức là người ta làm cho cái góc của nó tròn lại. Em có thể áp dụng vào, rồi các em cũng có thể là thay đổi bức tranh cũng được, thay đổi thay đổi bức tranh thì các em chọn vào change picture nhé. Change picture nó bảo là online, mình không cần, mình vào đây mình chọn thay đổi bức tranh ở trong trong này cũng được. Cần kết nối internet à? Các em có nghe rõ thầy không hay là mất internet rồi? Vẫn nghe rõ nè. Nghe rõ rồi, thì bây giờ thầy giờ nói tiếp nhé. Các em chọn cho thầy chuột phải trong bức tranh, trong bức ảnh các em có thể vào format picture. Thì sau khi vào format picture rồi, chúng ta có thể format nó thoải mái. Đấy. Ở đây người ta đã làm cho chúng ta cái viền. Chúng ta có thể là các em ghi rõ trong này cho thầy nhé. Nó có 4 cái biểu tượng. Biểu tượng thứ nhất là film and line, tức là tô bên trong và tô bên ngoài. Đấy. Rồi cái này là hiệu ứng. Hiệu ứng của nó gồm có những phần trong suốt, phần làm mờ, phần phản xạ vân vân, phần nổi lên đấy, rồi phần mềm với đường viền. Các em nhìn thấy nhé, ở đây sau khi thầy chọn cái này đấy, thì bức tranh nó sẽ thay đổi đấy, chúng ta nhìn thấy là cái viền của nó đã thay đổi. Rồi bây giờ đây đắt thì đang sửa cái viền, để chọn phim nhé. Chọn phim, trong phần này thì nó mới hiện ra phần nổi cái dựa ở bên trong cái bức tranh. Thì cái bức tranh nó đã có rồi thì thôi, chúng ta không được, chúng ta chỉ thay đổi nội dung của nó. Chúng ta chọn cái máy bay. Chọn máy bay thì nó vào viền mất rồi. Để thầy làm lại những bước vừa xong để cho bức tranh không còn hiệu ứng nữa. Rồi thế bây giờ chúng ta nhìn này nha, đây là giống nguyên bản của nó. Đấy, thì chúng ta muốn cho nó có cái bóng thì các em có thể tăng nó lên, nó có bóng đây, rồi cho nó mờ đi một chút.
cái bóng mờ. Thì khi mờ quá thì cái khoảng cách nó sẽ đẩy dòng chữ lên trên hoặc xuống dưới. Đây là cái bóng nghiêng bao nhiêu độ là các em nhìn thấy. Đây là distance, là khoảng cách nhá, các em ghi vào cho thầy. Preset là đặt trước, cả lớp ghi tiếng Anh vào nhá, thầy dịch cho các bạn chú ý. Preset đặt trước. Color là màu của bóng. Ví dụ thầy muốn cho màu xanh hay màu vàng. Đấy, thì cái bóng của nó sẽ có màu vàng. Color là màu. Transparency là trong suốt. Trong suốt. Ở cái nghĩa khác nó còn mang tên là rõ ràng. Nghĩa khác nó còn nghĩa là một vấn đề nào đó được sáng tỏ, thì nó dùng cái từ transparency. Size là cỡ. Size là cỡ. Để các em có thể thực hành thao tác dựa theo những cái mà thầy vừa nói. Size là cỡ. Rồi, blur có nghĩa cái này là cái làm nhòe đi hay mờ đi. Mờ đi cái bóng. Angle có nghĩa là độ nghiêng bao nhiêu độ, đúng không? Distance có nghĩa là khoảng cách giữa bóng và bức tranh. À, đăng lên để em nhìn thấy bóng nó chạy ra chưa? Đấy là khoảng cách giữa bóng và cái bức tranh. Cả lớp hiểu chưa? Alo, các em nghe thấy thầy không? Rồi ạ. Đó. Ok nhá. Rồi đến cái chỗ này. Ở chúng ta từ này là reflection, là cái bóng nó phản lại, phản chiếu lại. Phản chiếu lại. Thì các từ trên này cũng như thật như vậy, giống như trên này thôi. Đấy, em nhớ như thế. Glow là nó nổ. Nổ. Soft edge có nghĩa là mềm cái cạnh. Đấy, còn cái này dành cho đối tượng vẽ. Thì nó đến cái phần mà thầy bảo chèn vẽ thì chúng ta tính sau nhá. Đấy, thế là chúng ta biết rồi. Tiếp theo sang bên này thì nó gồm có dành cho những cái hộp tích bóc. Dành cho những hộp tích bóc thì chúng ta không sử dụng nó trong một vấn đề này. Đấy là phần chèn bức ảnh vào bên trong văn bản hay là bên trong tập tin. Các em có thể chèn rất nhiều thứ. Chúng ta có thể chèn rất nhiều thứ vào bên trong này. Ok không? Ok, cả lớp đã hiểu phần chèn ảnh chưa? Để thầy tiếp tục sang phần chèn cái khác. Ok rồi thầy ạ. Ok nhá. Đấy, thế là chúng ta làm rõ được, chúng ta làm như vậy. Bây giờ thầy sang một tập tin mới. Bây giờ chúng ta sẽ không chèn ảnh nữa mà chúng ta chèn ở đây các em chú ý cho thầy nhé. Picture là đây là chúng ta chèn ảnh. Cái những bức ảnh này nó nằm ở trong máy tính của chúng ta, nằm ở đâu đó, ở một cái thư mục nào đó, và các em đặt trên desktop hoặc ổ D hoặc ổ C ổ E. Còn online picture là chúng ta chèn từ một nguồn ảnh ở trên mạng nhé, trên những cái trang web để ta lấy vào. Ta lấy vào. Đấy. Thì cái máy của thầy là thầy sử dụng cái bản Word này, nó không có bản quyền. Chính vì vậy là nó sẽ hạn chế đi nhiều chức năng. Còn nếu mà nó vào được thì nó lại phá nát cái phần Office này của thầy. Bởi vì nó sẽ nhận biết là thầy đang dùng bản không có tiền. Đấy. Thì nó sẽ truyền một cái mã độc vào, làm cho nát bét luôn. Là thầy cũng không dạy được các em nữa, mà thầy lại phải đi một là cài đặt lại, mà không cài đặt lại thì lại phải nhờ người cài, đúng không? Ví dụ thầy lười chẳng hạn thì không muốn
muốn làm thì lại nhờ người khác. Rồi bây giờ chúng ta sang phần chèn xếp hình ảnh nhá. Trong hình ảnh này thì các em nhìn thấy này, nó chia làm nhiều bộ khác nhau. Đấy, bộ gồm đó những hình cơ bản. Đây là những hình cơ bản. Còn dưới này là hình chữ nhật. Đây là những đường line, mũi tên, vân vân. Đây là những cái hình mà nó có biểu tượng lên hết rồi, các em chỉ việc mang ra dùng. Đầu tiên chúng ta vào TextBox. TextBox thì là một cái đối tượng. Cả lớp hiểu cho thầy là TextBox là một đối tượng chèn bất kỳ chỗ nào trong bức ảnh, trong tài liệu. Và chúng ta sẽ nhập trực tiếp, chữ vào đây. Đấy, thì nó sẽ trực tiếp vào. Và chúng ta coi cái đối tượng này không phải là, nó ngang cấp với tập tin nhé. Ở tập tin là chúng ta không có TextBox mà chúng ta chỉ nhập vào thôi. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Còn ở đây TextBox nó cho nội dung bên trong của nó là, nội dung bên trong của nó là chữ. Và cái này chúng ta mở ra thì nó mới hết. Đúng không? Ta co này thì nội dung của TextBox nó sẽ hiện ra hết chữ. Còn nếu ta co lại thì nó cũng chỉ che lấp đi. Các em có nghe thầy không? Alo. Dạ có. Dạ có ạ. Có nhá. Thế thì các em hiểu là TextBox nó khác với vậy. Nó khác với bên ngoài. Ở bên ngoài này thì chúng ta nhập hình ảnh các thứ thoải mái. Trong TextBox này các em cũng vẫn áp dụng được, được format. Đấy. Ví dụ như là lúc nãy thầy, à cái kia là của cái văn bản kia, chúng ta thử lại những cái này. Cái này là tự động nhá. Đấy. Các em vẫn có thể áp dụng vào. Các em ghi rõ cho thầy là trong TextBox thì nội dung, tức là phần content của cái TextBox này nó cũng vẫn được áp dụng các style. Các style là cái khuôn mà hôm trước thầy bảo các em tự tạo đấy. Chúng ta tạo riêng của chúng ta mà chúng ta sử dụng có của người ta. Đấy. Các em muốn tạo mới thì các em lại chọn vào đây. Đúng không? Ồ, rồi các em chọn phần không heading nhé, thầy chọn no style. Đúng chưa? Thầy chọn tham như Roman, cho cái này là 12 chẳng hạn, chữ màu đen thưa ra một chút. Đấy, thế thì như này là thầy đã tạo ra được một cái style trong TextBox ở dùng chung cho cả bên ngoài, gọi là nội dung. Đúng chưa? Thầy nhắc vào nội dung đấy, nội dung của chúng ta đẹp luôn đúng không? Đó. Thế chúng ta có thể tạo nhiều cái, ví dụ chúng ta có thể tạo style nội dung, tạo style tiêu đề, tạo style tức là phần trong một cuốn sách có phần 1, phần 2, phần 3. Thì các em có thể tạo cho thầy riêng những mỗi một cái khác nhau là chúng ta có một style riêng. Chứ các bạn đừng có để lẫn vào, lẫn vào nó sẽ giống nhau hết. Cả lớp hiểu không? Alo các em. Nha. Yeah. Chúng ta có thể tạo riêng mỗi một phần, ví dụ như là tiêu đề lớn, tiêu đề nhỏ, các thứ là các em tạo riêng hết cho thầy. Đấy là để chúng ta layout những cái cuốn sách. Sau này nghề của các em phải viết sách chẳng hạn. Có bạn làm trái nghề, có bạn thì vào nhà xuất bản. Thì văn bản chúng ta thường đến 1000 trang, người ta sẽ đóng quyển thành cuốn sách. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Đã hiểu ạ. Rồi. Nhá, thế là chúng ta đã hiểu từ bài 1 đến bài 3 và thầy đã nói rất nhiều về tạo khuôn rồi nhá. Rồi, thế bây giờ thầy nói tiếp này. Đôi khi trong cuốn sách người ta lại trình bày riêng một cái đoạn văn bản làm nhấn mạnh cái nội dung và gây chú ý cho độc giả người ta xem. Thì các em làm nào? Các em rất may là được học thầy để nói kỹ về vấn đề này, phù hợp với chuyên ngành của các em. Đó, nhất là các em học bên ngành xã hội.
Đối với TikTok chúng ta có thể format được nó bằng cách là các em nhấp chuột phải trong TikTok nhá. Rồi chúng ta nhấp chuột phải, chúng ta chọn format save dùng chung cho tất cả. Đấy. Rồi trong format này thì các em sẽ chọn màu bên trong như là solid, nghĩa là đặc, bên trong đặc nhá, nhưng mà nó là dành cho chữ, dành cho chữ gradient chúng ta tô. Đấy, chữ của chúng ta nó gồm có, đây là để phần 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 tô nền, phần tô nền đó. Thế còn picture các thứ thì nó ở dưới, nó có thể là nền của nó là các bức tranh vân vân. Đấy, nó chìm xuống dưới. Chúng ta format line là đường viền đây. Bây giờ chúng ta chuyển sang line. Line ở đây là solid, solid là rắn, là đặc. Gradient line là trộn màu, trộn màu. Các em ghi từ gradient nhé. Trong các bà nội trợ người ta hay có những cái bột, người ta gọi là gradient, nghĩa là trộn bột. Đấy, người ta hay sử dụng từ gradient. Các em chọn cho thầy là gradient là phần hỗn hợp. Rồi ở trong này các em có thể cho cỡ của đường viền lên cao. Các em nhìn thấy thể cho tăng cỡ lên, đường viền nó đậm lên chưa? Đúng chưa? Đấy. Còn thầy không chọn no film thì nó vẫn trở về này. Đôi khi trong cuốn sách chúng ta muốn muốn nó như này, nó có viền xung quanh. Viền xung quanh đấy là tùy theo mẫu các em chọn, các em có thể chọn này. Đấy. Nhá, cả lớp hiểu chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi nhá, rồi, ok. Thế, rồi bây giờ thầy nói tiếp này. Trong các bản vuốt này nó lại có một cái hay là như thiết kế bằng các phần mềm khác. Tức là nếu mà mang chương trình vuốt của chúng ta đi làm thiết kế thì nó không kém gì các họ thiết kế của các phần mềm chuyên nghiệp khác. Đây, các em ở đây thầy lại ho thế. Các em có thể nhìn thầy có một chức năng này nhé. Đây, cả lớp nhìn lên trên này. Thầy chọn edit point. Đây, cái này các em nhìn nhé, edit point. Trước khi làm cái điều đó thì thầy có thể copy thành nhiều text box khác nhau để thầy muốn nói cho các em là cái tiếng của thầy nó bị để copy nhá, copy chúng ta chọn copy, chúng ta paste thì chúng ta sẽ được hai text box. Thì cái nào sinh ra sau, thầy nói cả lớp ghi vào là cái nào mà chúng ta tạo ra sau cùng sẽ nằm trên cái tạo ra trước đó. Đấy. Ví dụ đây thầy chọn text box này nha, để cho các em, đây là dùng cho chữ, dùng cho chữ. Đấy. Đây các em nhìn thấy có hai cái tab là set option and text option. Text option using for text ở bên trong, tức là các em sẽ sử dụng cho phần nội dung ở bên trong. Còn set option for slide, tức là nó sẽ đường viền bounding bên xung quanh. Đấy. Thế thì ở đây thì cho khác đi với màu khác đi, màu đỏ. Ở nhà đây các em phân biệt. Khi để đặt lên thì các em nhìn thấy là cái thích bóc với cái đường line màu đỏ nó sẽ nằm phía trên cái thích bóc có đường màu đen. Cái gì tạo ra sau thì bao giờ cũng nằm lên phía trước. Bây giờ thì tạo thêm một cái nữa, thầy làm ví dụ cho các em. Cái này là tạo ra cuối cùng này với đường viền màu xanh. Đấy, đường màu xanh. Đấy, text box thì các em có thể di chuyển
nhưng mà content của văn bản thì không thể di chuyển như này được. Thế các em nhìn thấy nhá, ở đây nó có ba đối tượng và thầy cho thêm một đối tượng nữa, đấy. Đối tượng này không phải là checkbox, mà đối tượng này là một hình, nhưng nó cũng thể truyền được checkbox. Thầy di vào đây, các em nhìn thấy cái nào lên trước nhỉ? Alo cả lớp, nhận xét cho thầy xem cái gì được đặt lên trước. Đặt lên trước như chồng, như cái chồng đĩa mà nó như cái chồng kính, hay mà chúng ta đặt, chúng ta coi màn hình là cái mặt phẳng vuông góc nha với mặt đất, thì cái trục mặt phẳng đấy nó sẽ là cái trục hướng từ bên trong màn hình hướng ra. Alo cả lớp. Dạ vâng ạ. Nha, các em chú ý cho thầy, thỉnh thoảng phải giao tiếp với thầy, cũng thầy tưởng là các em mất kết nối nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, để thầy lấy cái nhá. Lấy cái nội dung. Thầy lấy cái trang của các em ra đi, thầy quan sát. Quan sát các em ra. Thế thì các em đợi thầy nha, thầy đóng cái kính cửa sổ, đang có hình như có bão có dông ở ngoài tối om. Được chưa các bạn ơi, bây giờ thầy tiếp tục nhá. Thế thì cái gì được tạo ra cuối cùng nó sẽ nằm lên trên phía trên. Đó. Thế bây giờ các em lại muốn thay đổi, chẳng hạn một bạn nào đấy trong cái quá trình mà chúng ta làm, ta muốn thay đổi cho cái hộp ở dưới lên trên hay hộp ở trên xuống dưới, thì chúng ta chú ý cho thầy lệnh của nó là bring to front and send to back. Đây là các nút đưa ra đằng trước và đưa ra đằng sau. Cả lớp ghi vào cho thầy. Cả lớp ghi vào nhé. Alo. Alo, các em còn trong đó không nhỉ? Alo các bạn. Chưa rồi, không biết là các em có bài không. Alo cả lớp. Hình như là vẫn đang ở trong. Thầy vừa làm mất kết nối à các em ơi. You are now unmuted. Alo cả lớp. Dạ. Có phải thầy vừa làm mất kết nối không? Dạ vâng, đúng rồi thầy. Ừ. Bây giờ cả lớp nhìn thấy màn hình chưa? Thấy rồi ạ. Ờ, thấy rồi nhỉ. Chắc là lúc nãy do tín hiệu ở mạng ấy. Đấy, tín hiệu nó làm cho thầy trò mình bị gián đoạn, nhưng không sao.
Rồi thử xem còn đấy. Đây, đang nói ở đây. Rồi bây giờ thầy muốn cho cái hình này xuống phía dưới nhá. Chúng ta chọn Send to back nhá, các em chú ý không phải là back đâu nhá. Chúng ta học từ ngoại ngữ, chúng ta đọc kiểu Việt Nam ấy. Send to back là không được. Cả lớp lớp nhớ cho thầy. Ví dụ chúng ta muốn nói là về nhà, come back, hoặc là quay lại vân vân. Đấy thì chúng ta nhớ chú ý đọc cho thầy nhá. Đây nó xuống dưới chưa? Xuống dưới rồi. Đấy. Và các em muốn cho hình này lên trên cùng thì chúng ta lại chọn lên trên. Đó. Tương tự như thế thì chúng ta có thể chèn được rất nhiều đối tượng khác nhau. Đó. Rồi, đây. Ở màu vàng chẳng hạn, rồi màu một cái nữa, đây có thể chèn lên đây, có rất nhiều đối tượng khác nhau, màu xanh. Thế thì cái nào tạo ra đầu tiên thì nó sẽ nằm phía sau, ở phía đằng sau. Cái gì đạo tạo ra cuối cùng nó nằm lên trên trên cùng. Hai cái này các em có thể hoán đổi cho nhau lên xuống, nhưng mà nó lại đếm được tất cả những cái ở trong này nữa. Vậy theo thứ tự nó phải theo cả cái tick box phía trên nữa nhá. Ô thầy thầy sẽ tạm dừng ở đây để các em thực hành một chút, sau đó thầy vào bài tiếp theo, bởi vì và tiếp theo cái nội dung thầy đang dạy, nếu mà thầy mà nói nhiều quá thì các em không nhớ được hết. Bây giờ các em dừng lại và thầy dừng lại và các em làm theo thầy được không? Alo cả lớp. Được ạ. Yeah, chú ý trong đầu nắm bắt được toàn bộ cái tiến trình mà thầy đã dạy cho em thì các em thử nghiệm trên phần mềm. Ok nhá. Nào cả lớp đồng thanh đồng ý nào. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Ok thế rồi, thầy cho em làm đi. You are now muted. Well,
You are now unmuted. Bạn Lê Lan Anh à, không nghe thấy thầy nói à? Có nghĩa là bây giờ các em sẽ thực hành những cái phần thầy vừa dạy. Alo. Dạ vâng ạ. Bọn em vẫn nghe đó. Ừ. À, trời không khí lạnh lại về rồi. Thế là cửa các thứ nó cứ bay lung tung hết cả. Ờ ok, bạn nào vừa gửi bài tập. Lan Anh vừa gửi cho thầy video à? Cuối buổi thầy sẽ điểm danh.
cái bài sử dụng tab thầy vừa đăng đường link lên cho các em nhá, của bài hôm trước đấy. Những bạn nào nghỉ hôm trước thì chúng ta xem cái bài sử dụng tab để bổ sung vào, các em phải học, không có là không thi được đâu. Vì đi làm ấy thì đầu tiên là người ta hỏi là tiếng Anh và tin học, các em phải cố gắng. You are now muted.
Thank you.
In this video, we are going to be creating a pyramid. Linh đi. Thank you.
Thank you.
You are now unmuted. Cả lớp xong hết chưa các em ơi? Thầy lại xong rồi. Xong rồi à? Rồi thế. Tốt rồi. Thế bây giờ chúng ta học tiếp nhé. Alo các em. Rồi bây giờ chúng ta đã thực hành xong rồi thì tiếp để sau thầy sẽ đăng lên nhóm để chúng ta làm bài tập về nhà. Rồi, bây giờ cả lớp nhìn lại đây là một trang giấy trắng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những cái tính năng của nó. Bây giờ các em chèn một cái hình nào đó bất kỳ, ví dụ như là hình chữ nhật tròn góc này. Thế bây giờ các bạn tránh các bạn là lại chèn thêm một hộp nữa đàn lên trên nhé. Ví dụ như là những bạn đi học ở ngoài người ta toàn cứ đè cái chữ này lên trên để người ta đánh chữ vào, thế nó rất là xấu. À, rất là xấu. Ví dụ thầy lấy một dòng chữ vào đấy chẳng hạn. Đây. Thế ví dụ là ở chỗ này chúng ta không tránh cái việc này đi, chúng ta không làm như thế nhá, mà các em làm như này cho thầy. Các em xóa cái hộp đi, các em chỉ cần nhấp chuột phải chọn cho thầy add text nhá, chúng ta vào. Đấy, chúng ta paste vào thì cái hộp text này nó cũng giống như là hộp text box kia, chúng ta cắt trái cắt phải tùy đấy. Thì cái nền của chúng ta sẽ như này, hộp text box. Rồi chúng ta cho đường line, các em nhớ nhấp chọn cho thầy format shape. Rồi các em chọn cho thầy màu của cái phần này, đây là width là độ dày nha, width là độ dày của cái đường viền, em tăng lên cho thầy. Đó. Nền ở đây thì nền nó màu xanh mặc định, các em không chọn sonic, em chọn no fill. Thế thì lúc đó thì cái hộp của các em nó sẽ đậm đẹp như thế này. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Dạ rồi ạ. Nhá, chúng ta chú ý cho thầy là fill có nghĩa là viền ở bên trong, nó được bao bởi cái đường viền này. Còn line là đường viền. Đấy. Đường viền ở đây, đường viền đặc, đường viền tô màu. Đây là độ dày của đường viền. Các bạn chú ý cho thầy nhé. Đây trên văn thân sĩ. Các bạn tăng lên thì đường viền nó mờ đi. Đấy. Đấy. Nhớ chưa cả lớp, nhớ chưa? Đấy. Thế còn đây là kiểu gì? Kiểu bao của cái phần độ dày của những cái này. Đấy, chúng ta như này là nó sẽ có nét chấm. Nét chấm. Đây là kiểu đường nét chấm. Đó. Thế là các em đã biết cách là dù ta vẽ hộp gì, cái hình gì thì chúng ta vẫn có thể chèn text box được nhá. Cả lớp chú ý cho thầy nhá, thậm chí kể cả những cái biểu tượng là như này các em cũng add text vào. Đó. Ví dụ thầy ghi là giảm giá 50%. Vâng, với biểu tượng này giống như là chúng ta làm quảng cáo, chúng ta chọn nó màu đỏ. Đấy. Và chữ thì các em chọn cho thầy màu vàng. Đấy. Và các em về home các em có thể tăng này lên. Đấy, chữ đậm lên. Chẳng hạn như thế. Thì đây là một cái biểu tượng mà trong quảng cáo người ta hay sử dụng. Thì các em có thể
bỏ chúng ta lại chọn sang câu option, ta lại sang save. Đây có một cái dùng cho văn bản text option and save option, để em chọn cái này để em bỏ thẳng line đi thì nó không có viền đen nữa. Đấy, em nhìn thấy không, trong thiết kế người ta hay sử dụng các hình như này để người ta quảng cáo. Đây là thể là lấy ví dụ như vậy nha, cả lớp chú ý nha. Thế là chúng ta đã hiểu là add text vào trong bất kỳ đối tượng nào, chỉ cần nhấp chuột phải là chúng ta có thể làm được. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Vâng ạ. Yeah, chúng ta đã thấy là ví dụ như chỗ này để chọn text option. Đấy, để chọn màu vàng hơn, màu để chọn màu ở đây. Đấy, một màu ở đây thì em chọn cho thành màu vàng ấm chanh hơn. Đấy, thì nó sẽ giống hơn. Đấy, trông nó rực rỡ hơn. Và cái màu vàng kia thì nó hơi giảm. Rồi bây giờ thầy lại nói tiếp. Đây là thầy đang nói là cách thao tác nha, thế còn tí nữa ta làm trình bày nó lại khác hơn. Đó, bây giờ thầy lại nói tiếp này. Đôi khi thầy lại muốn vẽ những cái hình dáng nó khác đi. Thế thì bây giờ thầy muốn uốn cong xuống đây, uốn cái từ chiều này xuống đây, thì thầy phải dùng thế nào? Đấy, chúng ta chọn chuột phải, chúng ta chọn edit point. Thì các em nhìn thấy ở đây có những cái point chúng ta có thể di chuyển xuống phía dưới, sau đó thầy uốn nó lên, uốn nó vậy này, đây thầy uốn nó vậy này. Và các em chú ý cho thầy, không biết độ thầy muốn đây nó có một cái đường tiếp tuyến với đường cong. Đấy, nó làm cho chúng ta tiếp tuyến đường cong tại cái điểm, tại cái điểm point nhé. Chúng ta có thể dùng cái đường này ra xa hoặc lại gần để chúng ta có thể uốn. Đấy, rồi đây cũng được. Chúng ta thấy chỗ này nó không được tròn trịa, chúng ta chọn này. Thế thì cái đường chỗ này nó bị góc, chỗ này nó bị hơi bị ở nhọn. Chúng ta có thể nhấp chuột phải cho thầy. Các em chọn cho thầy Smooth Point. Smooth trong tiếng Anh là mềm mại nhé. Các em ghi vào. Còn Corner Point là góc. Góc. Các lớp hiểu ý thầy chưa? Nhá. Đấy, thầy nhấp vào đây cái thì các em nhìn thấy là cái góc này nó không còn nhọn nữa mà nó mềm. Thế thì cái đường cong của chúng ta sẽ mềm mại và không có cái phần nào mà các em tưởng tượng như cái dao chúng ta gọt nó bị vào góc một tí. Đó. Đây. Độ thầy muốn uốn cái hình như này. Cả lớp hiểu ý thầy không? Đó. Sau đó alo mất kết nối rồi nhỉ? Dạ không ạ. Không ạ. Rồi để các em có thể thay màu cho nó, hoặc là một màu nào đấy mà các em thấy thích. Đấy. Đây đừng like nhé. Còn bên này, thay trên này thì chúng ta mới được một cái nền đẹp. Đấy. Chúng ta có thể vẽ bất kỳ cái gì, bởi vì là ở trên trường ít khi các thầy dạy kỹ như thế này đâu. Nếu các em học thầy thì các em được học kỹ. Chúng ta thể uốn được những cái hình mà chúng ta thích, chẳng hạn như vẽ banner rồi vẽ thử. Rồi bây giờ để vui một tí, thầy dạy các em cách làm một cái standy nhá. Standy sử dụng bằng cách mà chèn các đối tượng. Ở lớp ghi bài thì thầy vào nhá. Yeah, standing.
để thầy lấy cái mẫu sẽ đi cho thầy. Rồi bây giờ các bạn hình dung ra cái này chưa? Các em ơi. Alo cả lớp. Dạ. Hình dung ra Stanley chưa? Đó. Nhá. Alo. Hình dung ra rồi, tại vì em hay làm cái này. Ồ, thế bây giờ các em đã thấy là học thầy xong rồi ta lại học được môn thiết kế luôn. Đó. Đây là thầy giới thiệu để cho các em biết là nó là về Stanley nhá. Cả lớp chú ý là các em có thể tạo được tất cả các loại hình dáng mà em thích. Đó. Ok, thầy giới thiệu cho cả lớp để cả lớp cùng làm. Rồi. Thế bây giờ thầy làm một cái đơn giản. Bây giờ thầy làm một cái Stanley kem 4 mùa nhé. Bây giờ đầu tiên thầy thu thập hình ảnh. Gọi là hình ảnh mình không có thì mình mượn, được không? Mình mượn ra để thao tác cho nó các em hiểu. Nha, cả lớp hiểu ý thầy chưa? Vâng ạ. Ok, rồi. Thì bây giờ thầy sẽ... Sao nó lại dịch sang toàn chữ tàu thế hết. Đấy, của thầy bị virus rồi. Rồi bây giờ thầy chọn nhá. Thầy lưu cái ảnh vào này. Lưu ảnh trên một cái thư mục trên desktop. Thầy đặt vào trong danh sách này. Rồi đây là một loại kem nhá. Và loại nữa này. Đó, chúng ta học chúng ta phải ứng dụng được, thiết kế được. Rồi ta chọn cái này, nhìn thấy cũng đã ngon rồi, cứ nhớ thêm nhỉ. Vâng ạ, nhìn thấy thèm rồi ạ. Thế lúc nào có người yêu và người yêu cho em đi ăn kem, đúng không? Ở lớp các em ở sinh viên rồi thì thôi thầy không nói, nhưng mà đúng ra là cũng không nên yêu sớm. Yêu sớm nó khổ. Ta cố gắng học giỏi. Đấy, chỉ còn tuổi các em thì như là con thầy thì mọi người cũng khuyên là không nên yêu sớm, đúng không? Thầy nói vui thế thôi. Sao con làm được chưa? Xong rồi nộp cho cô rồi. Ừ. Tốt rồi. Đấy, thêm lưu độ. Kem lưu rồi. Thầy làm độ vài cái nhé. Thêm một cái hình nữa cho đẹp. Gọi là hình ảnh khi các em đi làm ngoài đấy, thì người ta mình muốn làm một cái gì là mình phải có một bộ hình ảnh mà công ty người ta đã chuẩn bị và nội dung người ta đã chuẩn bị cho các em, để các em cứ cho nó vào và ta thiết kế, ta layout rồi. Rồi bây giờ các em nhìn nhá, kích thước Stanley này thầy đã đặt vào đây và thầy chọn size. Đấy, thì trong layout của cái tờ giấy này, của tờ giấy này, thì các em gõ cho thầy là sau này ta in ra phóng to nhá, 22 cm là chiều rộng. Các em cho cái chiều này là gấp đôi lên là 44. Đấy,
Nhưng mà kích thước Stanley ở ngoài cái em ghi cho thầy là 80 x 160 cm, có nghĩa là 80 phân và 1 mét, 1m6. Cả lớp ghi vào nhá. Alo. Vâng ạ. Vì nhưng mà Word ở trong đây thì nó lại không cho phép chúng ta đặt kích thước lớn như thế. Chính vì vậy là chúng ta thiết kế trên và sau chúng ta phóng to theo đúng tỷ lệ. Rồi bây giờ thầy mới thu nhỏ cái màn hình này lại. Ok chưa các em? Rồi bây giờ thầy vào Insert, thầy chọn cái hình ra làm kem. Thầy chọn hình ra làm kem. Thầy thầy chọn trao trong cái chỗ này nhá, trong Smart Art. Rồi thầy chọn một cái biểu tượng của nó tròn, quay tròn để chúng ta ứng dụng làm kem cho nó ngon. Bộ biểu tượng này, bộ này cho hai cái. Thế thì lúc này nó sẽ làm cho chúng ta bị chặn bởi đây, chặn bởi đây. Vậy thì chúng ta đầu trước tiên thì các em phải phân vùng, tức là vùng trên, vùng giữa và header, body và footer. Chúng ta phải dùng ba cái đó. Các em vào Insert, các em chọn cho thầy cái hình chữ nhật. Với cái này là màu này, để thầy đánh dấu màu thôi nhá. Giữ Ctrl di chuyển xuống một cái nữa là copy, giữ phím Ctrl nhá. Còn cái này các em cho rộng ra, có coi như là vùng ở giữa này, cho một màu khác, màu xanh chẳng hạn. Ok, cả lớp hiểu chưa? Rồi bây giờ thầy mới insert tiếp một cái hình cycle. Cái này có đẹp không? Năm cái que tem ở giữa đây, năm cái. Phải đặt cái này vào đây nhá. Đấy, phải chọn lít này. Chúng ta đặt đây là Artex nhé, Artex ở giữa. Thế thì nó bị chèn nó mới chui vào trong. Đấy, tức là ta phải Artex đã thì nó mới lọt cái này vào trong. Sau đó các em phóng to lên cho thầy. To lên cho thầy. Đó. Cái này em phóng to. Đó. Cái này các em cho to lên. Để chỗ này. Mình có thể vẽ, nhưng mà đây là thầy lấy sẵn. Lấy sẵn cái mà chúng ta đã có. Rồi.
Rồi bây giờ việc của chúng ta là cho kem nó vào trong các ô. Đó, đặt dần vào nhá, các em nhớ đặt dần. Chúng ta chọn sub option, chọn picture and texture fill. Đó, ta chèn file. Đó, đây là kem nhé, đã chui vào đây. Rồi cái này chúng ta cũng chọn kem nữa. Đó, rồi cái này. Chúng ta cũng chọn cho kem vào trong. Thầy chọn chọn kem khác thì tìm. Rồi bây giờ chúng ta cho làm mờ đi một chút. Các em có thể chọn để kem nó mờ đi. Nha. Rồi bây giờ nó dịch ra chỗ này thì các em chọn cho thầy cái đây. Cái phần offset, offset này nha. Các em nhìn thấy bấm lên này, đấy, nó dịch sang kia, nó xoay ảnh. Đó. Rồi tăng giảm hình ảnh vân vân. Rồi ở chỗ này nó hơi xấu đi, tại ra thầy dùng hình khác. Và thầy dùng ok nhá. Thế còn cái hình này ở cái hình xanh này chúng ta cho nó không màu. Hình xanh ở đây, hình xanh là để em các em nhấp nó vào bên bên ngoài nhá. Gì này, để cho màu xanh thì lúc đó cái cốc của chúng ta nó rồi. Thầy lại tiếp tục chọn cái hình này, thầy chọn file tiếp, thầy có thể chọn, em có thể chọn thì đấy thoải mái. Rồi ok, bây giờ hai cái này chúng ta có thể vẽ những cái biểu tượng. Cách chỗ này nhá thì các em xóa đi cho thầy, chọn vào ấn phím delete không ạ. Các em có thể cái hình này không được đẹp lắm, thầy lấy hình khác. Rồi thầy lấy hình khác, hình không đẹp. Rồi bây giờ thầy lấy bằng tay nhá. Các em nhìn ở trong này có cái hình đa giác không các em? Sáu cạnh. Đấy, sáu cạnh. Sáu cạnh. Sau đó thì các em sẽ xếp cho thầy phép quanh. Chúng ta dùng phép quanh nhé. Quay này. Cho đặt nó lên đây. Rồi, đặt tiếp theo lên đây. Giữ phím Ctrl. Vậy nhả đây, nhả chỗ ta.
nó lại quay vào đây. Rồi. Bỏ cái 3, 4, 5. Thêm một cái nữa. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang nó cân đối, tạo thành một cái từ. Chọn chất ký. Rồi. Này xuống đây nữa. Đấy, đây là cái mà để cho chúng ta quay. Đây là chúng ta quay thủ công bằng tay. Đây là cái vùng này là vùng chúng ta có thể cho các mặt kem vào với nhau. Rồi. Rồi. Sau đó thì các em chú ý là trên đây là những cái mà chúng ta có thể quay nhân vân vân. Đấy, trong đây nó cũng có nhá. Trong đây nó cũng có đây biểu tượng rotate. Các em viết luôn cái từ rotate là quay vào cho thầy. Rotate này. Align là căn chỉnh thẳng hàng. Đó. Chúng ta chọn cái này cho thầy nhé. Rotate line là quay 90 độ, quay 100, quay ngược lại, quay chiều kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ là trong cái bục này. Đây là quay bằng cách thủ công. Đó. Rồi bây giờ các em mới thì mới chọn. Trong này thôi nhưng mà khi in ra ngoài là to phết đấy. Đấy, chúng ta chọn này. Chúng ta cho thầy picture. Đấy. Nó cho vào tắt để chúng ta sửa từng cái một. Để cho kem. Đấy, cái này thì để cho kem khác. Em thay nhá, thay ảnh. Cái này các em có thể thay cái này các em có thể thay rồi cái màu này không đúng em bỏ đi đó. Ta để nó đến đây rồi ta cho những cái này cho nó viền nó trắng lên một chút, ta chọn bên này, sau đó các em chọn bên line nhé, bên line đường viền, các em cho nó cao lên để nó cùng to. Sau đó các em có thể chọn cho thầy một cái màu nâu là màu kem. Ta chọn một cái màu. Rồi, đến phần này thì các em co dịch cái này lên. Phần này các em co dịch lên. Đấy, bây giờ ta mới trang trí cho cái này. Còn cái hình mà giữa này nhá. Đấy, giữa này. Thì các em lại cho vào trong shape option. Các em chọn cho thầy. Đấy, cái đường viền này. Các em chọn cho thầy đường viền của cái này là cho nó bằng 0 đi. Cho nó bằng 0. Đừng quên này em chọn 0 nhé. Thế để cho nó trắng, nó không còn nhìn vào nó không còn đấy nữa. Rồi trong hình này các em uốn thầy uốn này. Take boy. Đó. Để vuốt ra như này. Thầy chọn cái này là smooth để cho nó mềm mại. Đó.
Rồi, còn chỗ này chúng ta phóng to lên một chút, đúng không? Đó. Plastic board. Cái point nó toàn nằm ở cái điểm điều này chúng ta có thể cho nó cong lên chiều này, không nó sẽ ở cái kia quá rồi nha. Đây là thể đỉnh hướng này đối xứng với xứng với phía dưới này, phía dưới dưới cái em nhìn nhá. Phía dưới thì nó lại chéo thế này. Các em chọn Arctic Boy. Ở cả lớp có đang xem thầy không nhỉ? Đúng ạ. Có ạ. Có ạ. Có ạ. Rồi ok, thầy cứ tưởng là không ai xem. Rồi bên này. Bên này thì thầy hơi ra ngoài một chút. Mình đẩy nó vào. Đó. Các em vuốt nó lên đây, vuốt lên đây và tận đẩy nó ra. Chúng ta có thể co giãn lên trên. Lát nữa chúng ta sẽ thay màu sau nhé. Rồi chúng ta lại tiếp tục. Còn chỗ này thầy căng ra một chút, thầy chọn smooth. Đấy. Rồi môn thì nó bị chỗ này nó hơi bo lại, cái góc nó hơi mềm lại, thì các em chọn này, các em bắt này sang đây, đó, chỗ này cũng vậy, kéo nó sang, các em cũng edit point, cái này các em bắt xuống cho thầy, vừa xứng như thế. Rồi chúng ta cho cao lên, cao bằng này, chỗ này chúng ta cho kéo xuống. Đó. Rồi bây giờ những cái mà cái này chúng ta cho bóng 1 2 3 4 5 6. Đó. Rồi các em chọn vào đây, các em chọn bóng nha, shadow. Rồi các em cho bóng, màu của bóng à, thầy chọn một cái màu nó tươi mát một tí. Đó. Cho distance đi. Rồi em để thầy ghi nó vào cái đá của nó nặng vào máy nó treo. Rồi thầy ghi vào các em là làm quảng cáo. Ok, thế là nó ghi được vào rồi, nó sẽ dễ hơn. Rồi cái bóng này thì thầy đẩy lên trên, bóng này thì thầy cho lên trên nhé. Ta điều chỉnh bóng của từng cái một để nó tòe lên một tí. Cái này các em cũng điều chỉnh góc độ lên này. Tất nhiên là khoảng cách nó xa thì nó làm lệch cái hình đi. Cái này các em cũng cho khoảng cách ngắn lại chứ. Cái này thì các em cũng cho lên góc lên. Còn cái này thì các em còn những cái đường viền này thì cho to lên và thầy cho những cái kem này nó hơi xấu, thầy đã chọn được cái kem ngon, còn nó nét đi một tí thì đẹp hơn.
Cái này thầy cho line nó khác đi chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày cái này. Đối với cái này thì các em có thể cho viền cũng được, cho gây điền cũng được. Đấy, các em nha, chú ý nha, trong đây thì hướng dẫn luôn này. Đây là cái vùng màu mà được cái mũi tên này nó chỉ định, thì cái màu nó đổ vào đây sẽ lan sang cái màu bên này. Chúng ta có thể kéo để cho cái khoảng cách phân phối màu nó khác đi. Đối với màu này thầy muốn chọn một cái màu nâu. Đó. Màu nâu nhé. Đối với màu này màu nâu. Và góc thầy sẽ quay cho nó. Đó. Chéo kiểu này. Ok chưa? Rồi không màu để cho nó như này. Hoặc là thầy có thể sử dụng một màu xanh thay cho cái màu nâu này. Đấy. Rồi ở dưới này ta cũng làm vậy. Ở màu này các em có thể vào ta cũng chọn không màu cho đường viền, chọn nâu này. Các em tránh để đường viền nhé. Tránh để đường viền. Chỗ này góc thì thầy có thể thay đổi. Đó. Màu nó đã thay đổi rồi. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ bây giờ đánh mặt nạ, trang trí dần từng cái một nhá. Rồi bây giờ phải gấp lùi lại vào home. Đó. Chúng ta lại vào insert, bởi vì là nếu đánh như này thì chữ nó chạy thì chạy bên này. Rồi chúng ta sẽ thích chèn những dòng nào riêng tư thì chúng ta sẽ dùng một cái hộp khác. Còn hộp này các em vẫn tích box add tích. Đấy. Thì nó sẽ ra giữa. Cả lớp nhớ chưa? Nó sẽ ra giữa cái hình này. Đấy. Thế còn chúng ta muốn riêng thì chúng ta lại insert cái hộp riêng. Hộp riêng. Chúng ta thích hộp chỗ nào chúng ta chèn. Ví dụ thầy muốn tích box này để chèn ở chỗ này. À, ta cứ gõ bình thường là kem bốn mùa vừa ăn vừa gì nhỉ các em nhỉ, ví dụ thế. Alo cả lớp. Kem bốn mùa ăn là nghiện. Ăn là nghiện à? Vâng. Ăn là nghiện đúng không? Rồi ship home nha thầy dặn nha, ship home này là chọn tất từ dưới lên trên, từ cái chữ lên trên. Sau đó các em chọn ship home và phím lớn hơn để tăng độ gì, để tăng cái cỡ của nó. Sau đó chúng ta về home chúng ta chỉnh. À, chúng ta có thể sử dụng những cái font chữ khác. À, thầy chưa cài đặt những cái font chữ đẹp cho nên là các em cũng thầy chọn chữ này nhé. Các em cũng hết sức thông cảm. Ở cái này chúng ta lại thấy nó màu trắng của nền. Màu trắng của nền. Vậy thì các bạn phải chọn cho thầy là no fill. Sau đó no line. Để cho nó chữ của chúng ta là sẽ hiện lên trên đấy thôi. Đó. Mà nó không hiện nền cũng không hiện gì cả. Đó, các bạn có thể co giãn cái này cho nó tràn hết đi. Đó. Rồi bây giờ thầy cho to chữ lên. Cho nó chiếm hết cái vùng trên. Các em chỉ cứ học kỹ là các em biết thiết kế.
Rồi ở dưới này thì cho một que kem chìm một phía dưới. Đó, có thể là một cái hình gì của nó, picture nào đấy mà nó. Đấy, giờ thầy chọn cái kem nào cho nó ngon nhỉ. Thì cái này download hết rồi. Xem một kem nào ngon. Cho ít kem gọi là kem cốc, à kem xúc không? Xúc bằng thìa này, không phải kem cứng gì nữa. Đủ thầy cho em nào. Đâu hình nào các em thích hình nào? Đấy nhá. Lưu hình này. Đấy, thì cho nó dài. Rồi, để nó cài xem. Rồi, kem nào? À, đây hai hình. Đấy, bây giờ thầy sẽ cho thêm. Trông nó cũng khá khá gần được ổn rồi đấy. Bây giờ thầy sẽ cho thêm một cái hình insert picture vào này. Bây giờ chúng ta insert luôn nhé, cho nó có thể đã lưu vào trong này rất là nhiều rồi. Và sau đó lại thế ta phải vẽ cho nó, nhốt cho nó một cái hộp, không có nó chạy lung tung. Đó. Để em có thể nhốt cho nó một cái hộp. Hộp nào đấy bằng cách là các em nhân đôi cái này lên cho thầy. Để làm một cái nằm nền. Một cái bé. Giữ cần trôn lên nha. Giữ cần trôn lên. Thì trên này đã như thế thì chúng ta cũng giữ cần trôn lên. Cho cái này lên trên sau, lật một cái, bây giờ thầy copy thêm một cái nữa lên đây. Đấy, sau rồi chúng ta nhìn nhá, chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là lúc nãy thầy chọn đối tượng này, chọn tới đối tượng này bây giờ. Em muốn cho nó đẹp hơn một chút. Ta vào bên trong pin. Các em chọn xem bao fancy lịch lên. Đó. Để cho nó đỡ trống trải chỗ góc kia. Đó. Bây giờ thành đặt ngược. Lật nữa, một lần nữa. Cái
cái này chúng ta cho úp xuống. Đó. Bây giờ cho xuống phía dưới nhá. Xem tụi bác này. Đó. Rồi. Xem tụi bác. Rồi. Còn cái này. Cái này thì các em có thể bỏ bớt đi được. Hoặc là chúng ta cho nó trang adjacency xuống dưới tạo được góc. Rồi bây giờ chúng ta cho giảm đi. Rồi để tạo nó có. Rồi các em cho trong cái này các bạn có thể cho hình cũng được, thử hình nhé. Rồi chúng ta thử file, chúng ta có thể chọn đây. Rồi offset các em tụt xuống cho này. Một tầng. Chỗ này các em xếp lại hình cho thầy nó đẹp một chút. Đó. Và là những cái cốc hình, hình năng trụ, à hình tứ giác. Rồi. Bây giờ chúng ta viết chữ xuống phía dưới địa chỉ nào. Cái này các em trên mà như thế rồi. Các em có thể cho cái này nó nghiêng theo chiều này. Thì thầy lật lại cái này một tí nha. Đó. Cho lật lại. Rồi. Rồi. Cho offset nó tăng giảm cái ảnh, đưa sang bên trái bên phải. Đó, cho mờ đi một chút nhé. Cho mờ để mình còn viết chữ. Cái hình này thầy phải thay. Nhất định cái kem xấu này thì phải thay. Đó, kem xấu này thì cho một cái này. Trông nó tươi tắn à. Kem này nó mờ quá. Còn kem này nó xấu. Thầy phải chọn cái kem nào nó ngon hơn. Xong. Rồi bây giờ chúng ta vẽ địa chỉ các em ơi. Nha. Nào bây giờ cả lớp lại nhìn vào thầy này. Ta lại vẽ một cái hình, ta đánh một cái dòng chữ vào đây. Thì các em có thể chọn text box, các em viết vào đây. Địa chỉ. Bạn nào hay ăn kem rồi đọc cho thầy địa chỉ cái. Alo. Alo các em ơi. Có bạn nào đọc cho thầy địa chỉ kem nào? Alo cả lớp. Các em toàn trong đấy. Thầy có nghe rõ không ạ? Có thì nghe rõ là đọc địa chỉ kem nhé thầy. 239 xã Đàn. 2039. Địa chỉ. Được rồi, mình phải ghi thế này đã.
mình ghi cái dòng gì cho đẹp nhỉ? Em và em nghĩ cho thầy cái tiêu đề đi, cái phần liên hệ ấy. Phần liên hệ nhá, địa chỉ gọi là gì, chúng ta gọi là nhà hàng kem hay là gì ạ các em? Mình ghi là quán kem cũng được ạ? À? Em nghĩ vậy. Quán kem à? Quán. Ừ. Mà thầy nghĩ bỏ những cái bóng này đi nhiều khi tốt hơn. Để bỏ hết bóng đi. Vâng, để thấy xong nó nhìn nó cứ lằng nhằng ấy ạ. Nó loằng ngoằng quá, giờ. Bỏ hết bóng nha. Rồi, để bỏ hết đi. Thì ta mới gọi là khi mà ta thiết kế ta còn phải ngắm nghía chứ. Thế là cái version cuối cùng mới là cái sản phẩm cuối cùng. Phải không cả lớp? Thầy gạt hết cái bóng này đi. Cái này cũng thế. Nhưng mà lúc thầy dạy thì thầy vẫn phải nói hết các chức năng để cho các em nắm được. Ở lớp hiểu không? Vâng ạ. Tức là quá trình thầy dạy và quá trình mà thầy nói dùng cái này có những cái chức năng gì thì các em phải. Còn một cái này cuối cùng bỏ nó đi cho nó trắng cho nó đẹp hơn, nhìn nó tối mắt. Và qua bài này các em biết sửa đường cong này, biết thêm chữ ở chỗ nào này. Rồi các em mình ghi là kem bốn mùa, địa chỉ kem bốn mùa. Đấy, đó, ta cứ gõ chữ bình thường thôi, xong rồi ta tăng lên để ta chỉnh nhá. Địa chỉ kem bốn mùa là bao nhiêu xã đàn nhỉ? Đọc tiếp cho thầy đi. 239 xã đàn. 239 xã đàn đúng không? Phường Phương Liên xã đàn. Xong rồi ta chọn font chữ sau nhé. Vâng. Rồi, biết, tiếp tục này. Phường Phương Liên. Quận Đống Đa, Hà Nội. Có điện thoại không? Có ạ. Hà Nội, điện thoại. Điện thoại. Ghi cho thầy. 1900. 1900. 633. 633. 903. 903. Rồi có email, có website không? Có ạ, http. Đấy, tí nữa thầy chọn font chữ sau nhé. Rồi, thầy chấm. Rồi. Okay. Bao nhiêu em? Go put mà chữ em đọc từng chữ một thôi là dễ rồi nhá. Ok. G O O G A A F O O .com.vn. Rồi ok, thế thì cảm ơn. Bây giờ chúng ta điều chỉnh này. Đấy, ta điều chỉnh nhé. Mình để chữ này. Còn những cái này mình cho nhỏ đi. Cận 36 nó cho xuống. Đấy.
chỗ này các em cho cắt cho nhá, cả lớp chú ý này chức năng này vào đây nhá. Các em chọn all cắt thì nó sẽ biến chữ thường thành chữ hoa, thế là ta học được qua một cái gì đấy là chúng ta lại học được một cái chức năng mới. Các em có thể cho tụt cái này xuống. Rồi bây giờ ta sẽ chọn chữ, màu của chữ, màu chữ màu của kem đi. Ta chọn màu color. Cái bảng màu của bút này hơi xấu. Chỗ này các em trên màu xanh này thì nó đối nghịch với màu xanh để cho nó tương phản. Chúng ta chọn màu vàng. Các em chọn cho thầy màu vàng. Bây giờ thầy sẽ cho bỏ đi cái màu trắng. Em chọn vào đây, các em chọn no fill. Lát nữa màu vàng chỉnh xong. Thế thì nó sẽ không in cái đấy nữa. Vậy thì cái này chúng ta cho màu nâu hết. Tất nhiên là chúng ta thầy dạy là để gọi là làm qua qua, còn để làm cẩn thận thì nó mất thời gian một chút và ta phải xếp lại cái hình này cho nó cân đối. Đây, xếp làm sao cái hình ở bên trong nó trở thành cái hình đa giác. Đấy, ta phải vẽ một cái đa giác, ta đặt nó vào nhá, ta đo. Đây, bây giờ thầy đặt này là hình lục giác đúng không các em, 1 2 3 4 5 6, vậy là hình lục giác. Rồi thầy chọn hình này, thầy vẽ ở giữ shift vẽ nha, sau đó thầy xếp nó vào, tí thầy xóa đi. Đó, các em thấy không, chúng ta đưa vào để chúng ta làm mồi nhử. Rồi cái này đầu tiên thầy xoay cái này lại, cạnh của cái này nó trùng với cạnh của cái này, cạnh cái này thầy cũng xoay qua đây là các em lại được, lại hiểu một cách thông minh là ta có thể dùng các đối tượng khác để đem đo, đo xong thì ta xóa đi. Thiết kế người ta phải thế mà, không phải là người ta chỉ có, người ta phải mang tính sáng tạo là ta phải sử dụng cái khác để đem đo ra cái này. Cái này cũng vậy. Đấy, để xoay đấy nhá, thế là các em biết là để mà xoay thủ công thì chúng ta phải xoay như vậy. Cái này thì xoay nữa sao cho cái đường viền. Rồi cái này thì xoay tiếp. Đấy, còn cái này đấy, chỗ này có góc để xoay nhá. Và hôm nay viết cái bài tổng hợp luôn. Đấy, rồi thế này, đây chúng ta cho tiến vào gần. Thế thì lúc đấy xong rồi thì các em nhìn thấy là nó đã cân đối, cân đối, và ta bỏ cái này đi. Đó, giờ nhìn nó đẹp hơn. Bây giờ ta nhóm lại nhá, chọn này giữ shift chọn từng cái 1 2 3 4 5 6, được chưa? Các em nhấc chuột phải cho thầy, các em chọn cho thầy là group. Các bạn không được thói quen đọc là group nhé, vì trong tiếng Anh không có cái chữ nào tên là group đâu, mà các em phải đọc là group, là nó mất cái âm A đi. Nếu mà đi giao tiếp với người nước ngoài mà chúng ta đọc group là nó rất là buồn cười, nó không hiểu đâu. Cả lớp tránh như thế nha, và rất nhiều người lớn rồi, đi học ngoại ngữ rất là nhiều rồi, bằng cấp các kiểu rồi, nhưng mà đến lúc đi nói chuyện với người nước ngoài là nói sai, sai hầu như là gần hết. Nhưng người ta cũng không chấp, người ta cố tình người ta nghe, người ta có khi còn lần đầu tiên người chưa quen thì người ta còn hỏi lại thầy,
Thế là khi mà thầy nói lại thì người ta mới bảo là ừ thôi thế thầy cũng được, cũng coi như là mình đi học người ta học tiếng Việt mình nó cũng nhiều cái nó bất cập. Đấy. Thế thì sau khi thầy nhóm rồi cả lớp thấy tất cả nó trở thành một khối chưa? Alo. Đấy, và các em có thể co nhỏ lại trở thành một khối. Nha. Đây là thế thì chúng ta vì cái này chúng ta làm hơi chúng ta đặt điều chỉnh nữa có thể cho nó nhỏ lại một tí để cho nó vừa với kích thước trông là xinh hơn đúng đấy đúng không cả lớp. Alo các em. Đúng ạ, vâng ạ. Nhá. Rồi thế chúng ta vừa làm xong, thầy vừa làm xong một cái standing. Bây giờ các em làm tại chỗ cho thầy một cái tự các em sáng tạo phong cách của các em nhá. Bằng những cái công cụ mà thầy đã dạy cho cả lớp. Cả lớp nhất trí chưa? Vâng ạ. Nha, các em có thể làm một cái đặc sản Stanley quảng cáo cho một nhà hàng chuyên đồ lẩu chẳng hạn, hoặc là chuyên về cá, các loại món về cá, các loại món về thỏ, các kiểu luôn. Các em làm một cái Stanley ẩm thực cho thầy. Được không các em? Vâng ạ. Nha. Đấy, để chúng ta làm cái đó sáng tạo lên theo nhiều cái chứa phong cách khác nhau. Các em có thể xem mẫu Stanley ở trên mạng, người ta sẽ ta search một cái nó ra một loạt luôn. Thì các em đầu tiên thầy chỉ cần các em làm giống họ đó, sau thì các em làm nhiều rồi các em tự trong não các em hình thành lên cái tư duy sáng tạo. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Vâng ạ. Thế thầy dạy như này các em có thấy thích không? Có ạ, thầy dạy rõ, dễ hiểu. Có ạ. Rồi, thế lớp có mình ạ. Đấy, vì các em là muốn là chúng ta học nó ứng dụng được vào thì thầy mới làm như thế để cho các em hiểu ra vấn đề. Thế ngoài ra cái phần tài liệu ở cái phần bài 1 ấy, bài format văn bản, cái bài tổng tác đấy là thầy dạy kỹ để cho chúng ta soạn thảo văn bản rất là tốt rồi. Đấy, thầy vừa tải cái bài hôm trước lên để các bạn nào mà chưa học bài đấy thì các bạn vào học. Còn cái bài insert đối tượng đây, thế insert ra mà thầy chỉ vẽ mấy cái biểu đồ ví dụ như là phân cấp một đơn vị cơ quan có mũi tên các thứ thì cái đấy các em làm ngắn phát là xong. Đây, các em cứ vẽ những cái này rồi các em đặt đấy. Nhưng mà chúng ta phải muốn là để chúng ta trở thành designer. Cả lớp hiểu chưa? Ngoài cái việc này các em sau này ví dụ có phong trào hoạt động gì của trường, của đoàn các thứ thì các em có thể là thiết kế những cái gì sản phẩm mà các em có bằng chính cái Word và các em học thầy. Cũng không cần phải học một cái phần mềm khác cả. Ví dụ như thầy có thể sử dụng các phần mềm thiết kế như là Adobe Illustrator này, rồi trong đây lại có cả Photoshop này, thì thầy chỉnh sửa ảnh xong thầy thiết kế vào đây. Ngoài ra thì còn có InDesign đấy, máy của thầy cài đủ các thứ phần mềm thì thầy làm rất nhiều loại. Thế nhưng mà đối với Word thì chúng ta cũng làm được không kém cạnh gì những cái phần mềm người ta gọi là phần mềm thương hiệu khác cả, vì Microsoft bây giờ nó bỏ họ bổ sung vào trong phần mềm rất nhiều chức năng. Cái quan trọng là mình có biết sử dụng cái chức năng đấy hay không. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Nhiều lúc biết là nó đấy nhưng mà không biết dùng để làm gì. Đó. Các em nhìn vào giao diện Word đây, các em nhìn tất cả đây, có cả phần design các thứ đây, các hệ thống màu đây.
Các em có thể bật cái này, các em cân đối màu cho nó. Đấy, xem ở trong bộ nào. Đây, khi thầy đặt vào đây nó còn thay đổi đấy. Các em thấy không? Đấy. Cả lớp nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi ạ. Đấy, có thể nhìn được các bộ màu mà chúng ta lắp ghép vào. Trông nó đẹp hơn, đúng không? Cái gì mình thích, đấy. Mình đặt vào nó lại giống. Đấy. Thế thì tất cả những cái ý trong này của thầy khi thiết kế nó đã trùng vào trong các bảng này rồi. Buổi sau lúc nào ấy thầy sẽ nói cho các em là cái công thức màu cộng trừ như thế nào. Thì các em nắm được cái đấy thì các em học cái khóa học này của thầy lại trở thành một nhà thiết kế. Cả lớp đồng ý vỗ tay cho thầy một loạt thế nào. Có bạn nào không đồng ý không? Em đồng ý ạ. Ok. Thế thì thầy đã lưu video này rồi và các em tối các bạn cứ ngồi các bạn xem các bạn làm được. Nhá. Làm những cái phần này. Nào những bạn trai ở trong lớp mình đâu có bạn Mạnh Cường nào? Mạnh Cường đâu? Em nghe. Mạnh Cường thiết kế cho thầy một cái sản phẩm nhá. Thiết kế một cái sản phẩm thực đơn nào đấy. Rồi các em có thể quảng cáo về quần áo. Các em có thể quảng cáo về building, tức là về xây những cái ngôi nhà cao. Rồi quảng cáo có thể là phong cảnh Sapa. Rồi đủ các kiểu. Các em đi đâu các em quảng cáo hình ảnh. Có thể là bằng Stanley. Đây là thầy dạy Stanley. Còn buổi khác thầy lại dạy các em làm banner, làm poster, rồi làm những cái khác như là backdrop, đấy, rồi flyer, có rất là nhiều kiểu các em có thể làm được. Nào bạn tiếp theo nhá, bạn Mạnh Hùng, Lương Mạnh Hùng. Dạ. Lương Mạnh Hùng từ lúc nãy có học thầy không hay là bỏ đi chơi chăn gà? Em có. Em có. Thầy sợ nhất là các em chưa lên Hà Nội. Những bạn ở thành phố thì không có gà để nuôi. Nhưng mà những bạn mà ở nhà đang học nó lại ra cho gà ăn, hoặc là ra chơi với bọn đàn cún ngoài sân chẳng hạn. Đến lúc mà thầy hỏi bắt đầu mới chạy vào. Lớp mình có bao nhiêu bạn ở các tỉnh khác hay là giới thiệu thì... bây giờ giới thiệu nha, Vũ Huyền Anh, các bạn tự đứng lên giới thiệu. Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. À, Vũ Huyền Anh ở Hà Nội, ở chỗ nào em? Em ở Nam Từ Liêm ạ. Nam Từ Liêm ạ. Nam Từ Liêm ở chắc là Đại Mỗ thứ nhỉ? À vâng, cũng gần ở đấy đấy, vâng. Bùi Ngọc Anh, em đã có máy chưa Huyền Anh ơi? Em có rồi ạ. Dạ, nhớ cái bài hôm nay của thầy để học nhá. Vâng. Thầy không dạy thì thôi, để dạy cho các em là thầy phải dạy kỹ. Đấy. Mà sau khi mà thầy thiết kế những cái sản phẩm trên Word ý, nhiều người người ta ngạc nhiên, người ta bảo là sao trên Word lại có những công cụ như thế mà từ trước nay mọi người không biết. Vì mọi người cứ mãi chỉ có đánh văn bản thôi là. Cả lớp hiểu ý thầy không? Họ chưa bao giờ dùng. Đấy. Mà chỉ đi làm văn bản mới thỉnh thoảng, mấy những cái tài liệu nó mang tính chất đơn sơ như bảng biểu rồi sơ đồ. Sơ đồ thì ai mà chẳng làm được. Đây, các em cứ vẽ những cái này, sơ đồ phân cấp các thứ, dùng mũi tên, dùng cái con trỏ các em làm thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà thầy muốn là các em nâng cao kỹ năng của mình là có thể làm được tất cả những sản phẩm mà người ta yêu cầu. Ngày xưa thầy nói với các em ấy, cái công nghệ lúc đấy nó chưa có, máy tính chậm lắm. Thầy có cái máy tính đầu tiên ấy là vi xử lý 80386, 80486. Năm đấy là có khi là các em còn chưa được sinh ra. Vì thầy học đại học là từ năm 1996.
năm 2000 thầy tốt nghiệp. Thầy học khoa toán Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế sau đó thầy về một trường cao đẳng của trường của Bộ Thông tin Truyền thông. Thì nhà trường lại cho thầy đi sang bên châu Âu du học để thầy học một cái khóa về công nghệ thông tin và thiết kế. Thiết kế xong, khi thầy học xong ấy, thì năm 2003-2004 thầy quay về làm cho một xưởng phim. Nhưng mà trong đấy thì thầy vẫn dạy, nhưng mà thầy vẫn đi làm ngoài. Thầy làm cho xưởng phim, mà phim đây không phải là phim truyền hình đâu. Phim là phim làm chế bản, làm ra những cái bản in mà in những cái tờ tạp chí bằng máy công nghiệp ấy, không phải là máy photo ngoài đường hay là máy in nhanh ở ngoài đường đâu, mà những cái sản phẩm nó mang tính chất là sản phẩm cao cấp, giấy cũng bóng rồi mực các thứ là nó in bằng máy công nghiệp hết. Là thầy phải tạo những cái bản phim đấy tách ra làm 4 màu cho người ta. Thế xong thầy chuyên design các sách báo. Thầy làm rất nhiều, như là một ngày thầy có thể thiết kế hơn chục cái bìa cho khách hàng, sẽ khách hàng nhận luôn. Và ngày đấy á, cái hồi năm 2005, thầy nhớ là lương của thầy được hồi đấy là 7 triệu. 7 triệu hồi đấy là cũng là tương đối dạng cao, bởi vì những năm đấy mà đi mua vàng thì vàng chỉ có 800.000 đồng một chỉ thôi. 800.000 đồng một chỉ có nghĩa là một tháng của thầy làm khoảng gần một cây vàng đấy, gần một cây vàng. Nhưng bây giờ lương của chúng ta có thể làm được 20 triệu thì cũng chỉ được có 4 chỉ vàng. Đây là một người làm công nghệ thông tin, bởi vì tiền bây giờ mất giá. Mà ngày xưa thầy còn trẻ, thầy đi làm thanh niên thì chẳng giữ được tiền đâu, cuối cùng vẫn tay trắng. Rồi thầy đi làm bằng các phần mềm như là InDesign, Illustrator, Photoshop, thầy làm cho các nhà xuất bản. Xong đó, nha thầy kể xong đấy, thì thầy sau khi mà thầy không làm ở xưởng nữa, thầy chán, thì thầy lại quay sang làm cho tạp chí, làm cho văn phòng đại diện UNESCO. Tức đấy là UNESCO là của UNDP, tổ chức các tổ chức phi chính phủ, trong đó có tổ chức WHO, tổ chức UNICEF, nhiều tổ chức lắm. Trong đó UNESCO là một tổ chức chuyên về giáo dục, văn hóa, truyền thông. Đấy. Thì hồi đấy các em biết là khi thầy vào, thầy phải ứng cử với hơn 100 đồng chí. Thì cái bà giám đốc đại diện văn phòng UNESCO ấy, họ mới nhận thầy, là thầy được nhận vào chính thức làm việc. Nhưng các em biết là tổ chức UNESCO thì lại có hai bộ phận. Bộ phận là của bên Việt Nam ấy, là do Việt Nam đại diện đứng ra làm UNESCO, là tổ chức văn hóa, giáo dục, truyền thông. Nhưng mà văn phòng đại diện ấy, thì nó là đại diện cho UNESCO quốc tế. Thì văn phòng ở dưới kia phải đệ trình lên tất cả những cái gì mà muốn UNESCO công nhận, hay là những dự án nào đấy thì phải đệ trình lên cái văn phòng đấy. Thì trong văn phòng đấy thì các em biết là tổng số nhân viên là khoảng là 30 người. 30 người, trong đó người Việt có 10 người, còn người Tây là 20 người. Thầy làm ở một bộ phận, đó là bộ phận thiết kế truyền thông và tất cả những cái gì liên quan đến mạng đấy, mạng Internet. Thì lương của thầy hồi đấy là được 1.500 đô. Thì nói chung là thầy là mức gọi là mức trung bình. Thế còn ở trong đấy thì đa số là người ta toàn 3-4 ngàn đô một tháng. Cái hồi đấy là hồi đỉnh cao về lương. Nhưng bây giờ chắc ở dưới đấy họ cũng bị eo hẹp. Các em biết không,
Nước Mỹ là nước tài trợ tiền cho UNESCO nhiều nhất, trong đó các nước khác tài trợ rất ít, Mỹ chiếm 70%, còn các nước khác đóng góp cho các tổ chức phi chính phủ chỉ có 40%. Thế thì UNESCO hồi đấy là ủng hộ cho Palestine độc lập, thế là Mỹ cắt luôn viện trợ, thì các tổ chức khác là coi như là các tổ chức mà lương lúc ấy phải giảm đi, phải tính các bài toán làm các dự án. Mà hồi đấy là cái ông gọi là Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng đấy. Hồi đấy thì các thầy làm không hết việc, công việc là thoải mái luôn, nhưng mà lại rất là được cái thời gian là đi làm từ 8:30, 4:30 là đi về. Hồi đấy thầy ở trên cầu Diễn, thầy đi cái đường 32 lên chỗ đi dọc cái đường lên Đài U xong rồi đường Kim Mã đấy. Thế là cảm giác lúc đấy nó mình cảm thấy rất là nhàn mà lại rất là thu nhập là cũng tương đối. Sau đó thì cảm giác là mình được sống ở đây mà một tuần nó rất là nhiều cái seminar rồi cái hội thảo rất là nhiều. Thế thì toàn ăn ở khách sạn thôi, mà không ăn thì người ta cũng bắt mình phải đi ăn cùng, cả một cơ quan đi thì thầy phải đi. Thì có nghĩa là cứ một tuần thầy toàn ăn đồ Tây đến chán thì thôi, xong rồi chán là đi rủ bạn mấy bạn trong đấy là đi ăn bún chả mắm tôm, hoặc là đi ăn, mình thì không ăn mắm tôm nhưng mà Tây nó thích ăn mắm tôm, suốt ngày bún mắm tôm, bún đậu mắm tôm. Thế thì thầy cũng may mắn là được ở trong đấy thì thầy giao tiếp ngoại ngữ thứ thầy toàn thuộc bằng mồm thôi, thầy không viết được đâu, thực sự với các em là thầy không viết được, vì viết là thầy không bằng các em được, nhưng mà thầy chỉ giao tiếp bằng truyền miệng thôi, mới đại những cái gì mà liên quan đến nghề thôi, công việc thôi. Thế thì xong thầy ở đấy xong thì thầy về học thạc sĩ tiếp ở trường đại học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đại học sư phạm ngành công nghệ thông tin. Đấy, thì bây giờ thầy nói chung là thầy nhiều tuổi, thầy cũng không muốn lăn lộn các thứ nữa. Kể một tí thế cho các em vui nhá. Alo. Vâng ạ. Rồi, để các em phấn đấu, có nghĩa là nhiều lúc mình không chọn được nghề đâu mà nghề nó chọn mình ấy. Thế mình cứ trang bị tất cả các kiến thức, sau này biết đâu một ngày nào đấy tự nhiên nghề lại chọn mình. Các em ạ. Từ lúc nãy thầy nói cả lớp có nghe thấy rõ thầy kể câu chuyện không? Có ạ. Thế à? Đấy, thầy cũng chẳng bao giờ thầy nghĩ là thầy lại đi làm việc với người Tây, mặc dù là thầy được học ở bên Tây, nhưng mà thầy bảo là không biết là sau này mình về mình ứng dụng thế nào, hay là mình lại đi, hay là mình xin gọi là lúc đấy là thầy đang định xin là xin gọi là dưới cái dạng gọi là người ta gọi là gì nhỉ, đi nước ngoài mà không có không tìm được việc đấy, người ta gọi là gì, tị nạn ấy. Thầy định xin tị nạn ở Đức, thầy làm bên đấy vì ở bên đấy là có rất nhiều người Việt Nam, họ mở các restaurant, tức là cái nhà hàng, và người ta muốn thầy là ở đấy để làm cho họ. Thế xong rồi có anh rủ thầy lại, thầy không ở, thầy nhớ nhà. Hồi đấy thầy chưa lấy vợ lấy ai cả, thầy nhớ nhà thì muốn về thăm U thôi, với thăm bố. Thế xong rồi bẵng đi thời gian thì về nhà mình không nói tiếng Anh nữa, mình quên nhiều. Thế xong rồi đi làm ở UNESCO thì nói càng hay, mỗi tối về là gặp bà con hàng xóm để nói chuyện đấy thôi. Thầy toàn học truyền miệng chứ còn thầy không biết cách như các em là
điền câu rồi điền chỗ chấm như nào, xếp lại câu. Học như thế thì thầy nói thật với các em rất là mệt và không ứng dụng được. Bây giờ đi thi lại còn cứ khoanh rồi đáp án. Thế bây giờ các em, thầy hỏi các em liệu các em làm việc với người nước ngoài, các em lại còn có thời gian các em xem lại tài liệu là cái này nó hỏi mình phải dịch nó như nào. Phải không cả lớp? Alo? Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Thế bây giờ mình cứ nghĩ Nga nó nói tiếng Anh mà Nga còn không thủng, Nga nó nói xong thì lại phải dịch, phải trong đầu mình nghĩ là nó đang bảo mình cái gì. Xong mình lại phải lắp ghép từ tiếng Anh của mình học ở trên lớp các cô, các thầy, lắp vào thành câu để trả lời cho họ. Thế thì làm sao mà họ chấp nhận mình được. Cho nên là bây giờ các em chịu khó học các thầy cô giáo người nước ngoài, họ có những kênh YouTube và họ nói liên tục, có cả phụ đề cho các em có thể vừa xem và xem phụ đề. Nếu mà mình không có điều kiện, Covid này không điều kiện gặp người Tây, nhưng mà thực ra các em học gặp người Tây ở bờ hồ các thứ cũng chỉ được 2-3 câu thôi, cũng không phải là một quá trình học. Thế nói thật, cũng chỉ là một cái gọi là phong trào sinh viên đi ra ngoài đấy hỏi hỏi người ta vài câu vớ vẩn. Nhưng cái học ở đây các em ấy, tìm cái nguồn học mà lúc đấy mình phải đặt mình suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn, chứ không phải là mình dịch song ngữ. Dịch song ngữ đến cuối cùng là mình không hiểu gì cả. Rồi lắp ghép một cách thủ công, lắp ghép vào nó có giống đâu, bởi vì người ta cũng có những cái từ giống như Việt Nam mình, cũng nói hàm ý khác nhau, nhưng mà nói thì khác nhau nhưng hàm ý lại chỉ một cái giống nhau. Làm sao mà ta nghe được 99% người ta nói gì thì lúc đấy là chúng ta hiểu được. Và muốn nghe đúng thì chúng ta phải đọc đúng. Ví dụ các em đọc sai, đến khi các em nghe nó sẽ sai. Thầy lấy ví dụ ở quê thầy nha. Không hiểu tại sao mà người ta lại cứ cho những thầy cô giáo học cao đẳng hoặc là học chứng chỉ như đấy về đi gọi là phổ cập cho học sinh cấp 1. Làm cho bây giờ các bạn ấy đọc sai ấy. Đó. Cho nên là các em phải cố gắng vừa đi học ngoại ngữ nguồn trên mạng, hoặc là nếu mà học thêm thì học nguồn gọi là ở Đại học Hà Nội, hiện nay ra có nhiều thầy cô nói chuẩn hơn. Nhưng thực tế thì bây giờ các em thấy là khi mà mở cửa giao lưu với quốc tế, thậm chí có những bạn mà bạn ấy chẳng học trường lớp nào, bạn ấy sang Mỹ bạn ấy ở một vài năm, còn bạn ấy tự học tự nghe, bạn ấy cũng có thể nói hay hơn giảng viên. Thế nói thật, bây giờ ta đi học mà ta học ở trung tâm ở đấy mà người ta đọc sai thì là mình cũng đọc sai theo, rồi theo thói quen sau này các em không sửa được, không sửa được là các em không thể có cái cơ hội đi làm cho các công ty nước ngoài, mà chỉ có làm công ty hành chính ở Việt Nam thôi. Ví dụ như là về phường, về xã, về tỉnh, về huyện các em làm thôi. Đấy là những bạn gọi là an phận thủ thường. Còn những bạn mà xác định vươn ra thì các bạn phải, các bạn nghe lời thầy. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Vâng ạ. Nha. Còn ví dụ chúng ta trong đại học khoa học xã hội nhân văn có khoa quản lý nhân lực, thì đa số các khoa đấy là về chúng ta làm ở trong xã, phường, tỉnh, huyện, các thứ, thì các bạn sử dụng cái nghiệp vụ chuyên môn mình chọn.
còn các em học các khoa quốc tế, rồi khoa Đông Phương Ngọc, rồi các khoa khác thì các em nên mở lên, vừa là có kiến thức xã hội, vừa là có kiến thức học thêm các tiếng nước ngoài, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Malaysia, rồi vân vân, các em học thêm. Thế nha thầy, hôm nay thầy kết thúc ở đây nhá. Các em làm sản phẩm gửi lên cho thầy xem nhá. Alo. Vâng ạ. Rồi cả lớp cùng nhiệt tình làm. Vâng ạ. Nhá. Vâng ạ. Rồi thầy chào cả lớp nhá. Hôm nay là 36 bạn. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Chúc thầy có một bữa trưa ngon miệng và vui vẻ ạ. Thầy cảm ơn bạn Hiên. Cảm ơn cả lớp. Các em thoát ra đi. Chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Rồi thầy chào tất cả. Con chào thầy ạ. Rồi thầy chào. Con chào thầy ạ. Chào các em nha. Chào thầy. Con ơi. Con xong rồi mà con không nấu cơm mà. Con chẳng để ý gì cả. Chiều bố lại phải vẫn đi coi thi rồi. Coi trên máy tính nhưng mà coi lớp cao đẳng. Ừ. Cao đẳng công nghệ in ý.